Gia đình Trâm Hen Ben xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện giờ bên mình là 7 giờ tối á, mình đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho Ben ngày mai để Ben đem đồ ăn lên trường á cả nhà. Sáng á, thì những lúc mà mình đi làm á, một tuần mình đi làm chỉ 5 ngày thì mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng trước vào buổi tối, sáng mai thì không có mình ở nhà thì Ben sẽ tự động Ben lấy đồ ăn đi học á. Để khỏi mất công là Ben phải ngủ dậy, Ben phải làm tự làm đồ ăn. Ở đây là cái phô mai ha, phô mai ở đây là ở bên Hà Lan, là nhà mình thường ăn cái loại phô mai này, nó bán một cục như vậy là một ký đó cả nhà. Một cục như vậy là một ký, thì bên đây nó có chuyên một cái dao để mình bào phô mai ra, mình bào phô mai từng lát như vậy nè, rồi mình sẽ ăn với bánh mì. Còn bánh mì hôm nay thì mình sẽ cho Ben là ăn bánh mì này đó. Bánh mì này thì người ta gọi là Tiger bro gì đó, gọi là bánh mì như cái da nó giống như là da cọp vậy đó, ta gọi bánh mì da cọp á. Thì một lần đi ăn vậy là Ben sẽ đi theo là 4 lát bánh mì nha cả nhà. Đó, mình sẽ chuẩn bị 4 lát bánh mì gì cho Ben. Một cặp á, một cặp là sẽ là phô mai nè, là đồ ăn mặn. Rồi một cặp đó là sẽ đồ ăn ngọt. Ví dụ mà có anh Hen nha thì buổi sáng anh Hen sẽ phụ, anh Hen sẽ làm đồ ăn cho Ben đem bên trường. Tại bên đây đi học trường học là cỡ tuổi Ben là không có ăn, không có về nhà ăn mà đem bánh mì đi theo á. Ở đây là, này là salami, cái xúc xích salami nè. Cái này thường là ở Việt Nam mình ăn người ta hay bỏ lên cái bánh pizza cả nhà. Đó, đây là cái bánh mì mặn của Ben ha. Và bây giờ là mình sẽ làm cái bánh mì ngọt. Bánh mì ngọt này thì là mình sẽ sử dụng mứt dâu. Ben nó thích ăn mứt dâu nên là mình sẽ bỏ mứt dâu vô đây. Một cái hũ mứt dâu bên đây thì mình mua khoảng cỡ tầm 25.000 à cả nhà. Nó sẽ có nhiều loại mứt ha, ví dụ như mình mua những cái hiệu thương hiệu lớn á, thì nó giá nó mắc hơn. Còn mình ở bên đây là mình chủ yếu là mình sử dụng những cái thương hiệu của siêu thị á, giống như mình là ví dụ mình xài mà đồ của Lotte hay đồ của Cosmart á thì nó sẽ cái giá cả của nó sẽ phải chăng hơn đó. Rồi bây giờ là cái đó là bánh mì của Ben xong thì đi học á, thì ngoài cái bánh mì ra là Ben sẽ kèm theo một trái táo, một trái bơm nè cả nhà. Có lúc á thì Ben sẽ ăn ăn chuối đó. Bánh mì thì mình sẽ cắt ra như vậy để cho mình cầm cho dễ ăn. Có lúc thì Ben sẽ ăn bơm, có lúc ăn nho, đủ thứ hết, tùy theo cái mùa trái cây nào á, giá cả phải chăng với lại ngon thì mình sẽ mua cho Ben ăn đó. Đây là cái đồ ăn sáng của Ben, đây là trong một hộp cái đồ ăn sáng của Ben ha. Rồi sáng mai Ben ngủ dậy là Ben chỉ lấy cái hộp này đồ đi ăn thôi, rồi Ben sẽ tự ăn sáng, tự mặc quần áo rồi đóng cửa nhà đi học. Rồi mình cũng chuẩn bị luôn, tại vì ngày mai mình sẽ làm hơi nhiều một chút nên là mình có chuẩn bị là ở đây là thịt thịt heo ngày mai mình sẽ ram. Hồi nãy có đi siêu thị đi ra mua bánh mì cho Ben á thì mình mua được cái ba lạng thịt heo này, nó đang giảm giá thì còn có 60.000 ba lạng này, nên ngày mai hai mẹ con sẽ ăn thịt ram á cả nhà. Hồi chiều á thì hai mẹ con đi vòng vòng để đi qua nhà cũ hái bắp luôn á cả nhà. Thì bây giờ là lúc nào mà trời nắng lên là bắt đầu là phải tranh thủ đi bộ, tại vì mùa thu là lúc nào đặc sản của mùa thu là gió nè, mưa nè, rồi âm u tùm lum hết á, nên là mình với lại Ben mỗi lần mà chiều ăn cơm xong mà thấy trời có nắng hoặc là dự báo thời tiết trời nắng là bắt đầu là hai mẹ con ăn cơm cho sớm, xong rồi đi vòng vòng ở ngoài á. Đi sẵn đi qua coi thử là dạo này có hạt dẻ chưa để mình lượm hạt dẻ đó. Thì cái con đường này là gần nhà mình, mỗi lần mà mình đi là mình đi xung quanh xóm làng của mình thôi đó. Bữa nay thì đi quẹo trái, ngày mai quẹo phải, rồi bữa kia đi thẳng, nói chung là đi ra là thấy chỗ nào hứng lên là đi chỗ đó thôi cả nhà. Cái trái này là cái trái gì mình cũng biết nữa, mà ông Bến nói ăn không được đâu mẹ à, mà vậy mà ông cũng bỏ vô hồng ống nhai ông cắn thử nha. Đó, bây giờ là mấy cái cây đó là cái cây hạt dẻ á. Cái cây hạt dẻ này là nằm chỗ khu vực trường của Ben đó cả nhà.
thì mình đi tới đây là mình lượm hạt dẻ, mà lúc này là hạt dẻ nó chưa có chín, nó rụng, nhưng mà nó chưa có chín là nó rụng nguyên một cái trái luôn. Bữa nay đi là không có phải là cố ý lượm hạt dẻ nên là cũng không có đem bao tay gì nữa. Đó, này là hạt dẻ nó là cái trái như vậy, là nó có cái gai nên là đau tay lắm. Một lần mà đi lượm hạt dẻ là coi như mình là phải đem theo bao tay, đem theo bị theo. Mà bữa nay đó hạt dẻ nó chỉ tách ra như vậy mà nó chưa rớt ra ngoài, nó vẫn còn xanh đó. Chừng nào mà cái hạt dẻ của nó nâu đậm á đó, mà đặc biệt nó rớt ở ngoài nữa thì mình lượm mấy cái đó dời rồi mình luộc mình ăn là ok. Nên nó là mình dặn bên một lần mà khi mà đi học á, đi ngang qua mà nhìn hạt dẻ lúc nào mà nó rụng á, hoặc là nó có rụng nhiều á, thì báo với mẹ. Chắc có lẽ là nó cũng gần rụng rồi. Mùa này là coi như là mùa của hạt dẻ nè, rồi mùa của tất cả các loại nấm, tại vì cái thời tiết nó ẩm thấp nên là nấm nó mọc rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở đây thì mình đâu có thể nào mà mình đi hái nấm mình ăn, cho dù là mình biết là cái nấm đó ăn được, cũng mình cũng không dám nữa. Tại vì trên TV đồ họ nói là mình không nên tự đi vô rừng hái nấm ăn. Tại vì cái nấm nó giống, nó nhìn là ăn được, nó ăn được nhưng mà nó chỉ giống 99% thôi, chứ không phải nó giống 100% cái nấm ăn được. Nên là họ khuyên là đi ra đường là không nên hái nấm, chỉ có là nên mua nấm ở trong siêu thị đồ ăn thôi, chứ thấy nó giống giống thì cũng không nên ăn. Ra thì mình thấy lúc đầu mình qua mình rất là ham luôn, nhưng mà đâu có hái ăn được đâu. Đó, mình chỉ coi thôi. Nấm thì đây nó mọc rất là nhiều, chỗ nào nó cũng mọc mùa thu hết á. Đó, rồi mình thằng Ben nó hay chơi, mình cũng hay ra chơi hái mấy cái nấm này chơi. Tại vì lúc đầu mình hái thì mình cũng nói trời thôi để cho đẹp, nhưng mà qua một đêm là nó mọc lại, nó mọc rất là nhiều. Nên ta nói mọc như nấm là giống vậy á. Còn hạt dẻ rồi nãy giờ đi là cố gắng nhìn dưới đất là không có. Còn cái khu này thì là có cái loại nấm này, có nhiều lúc mà mình đi vô rừng á thì nó có rất là nhiều loại nấm khác nhau, đủ màu nữa, để hôm nào là mình đi vô rừng mình quay. Ông Ben á, ông nói nè, coi Ben nè, mấy cái trái hạt dẻ nè, Ben ông trái nấm là Ben quýnh gom thử. Quýnh có được đâu, quýnh bị hụt quá cả nhà. Tôi nói trời lạnh gì nữa mà cũng còn mặc quần sọt đi ra đường à. Không có chuẩn mặc quần dài. Con chơi thử. Hai mẹ con đi bộ xong rồi bây giờ sẽ trên đường đi bộ về nhà, thì mình sẽ ghé lại cái nhà cũ của mình để mình coi thử là bắp hái được chưa. Đó, bây giờ là mùa thu nên cả nhà thấy cây cối không? Cái cây bự và bá trước mặt thì nó cũng lá nó vàng hết rồi. Bây giờ đi qua nhà cũ hái bắp mà cả nhà. Bên hái mấy trái bắp luôn ấy. Mà biết sao cái này lúc đi lấy cái đây là from the sea. Especially from the sheep. Lấy như đây nè. Dạo giờ nó bự lên ha. Thôi giờ bên hái bắp đi. Cái này còn sống nữa là mẹ. Hái bắp đi con. Chù cha đưa nè, coi nè, một trái nè. Đây nè, còn mấy trái? Hái hết luôn đi con. Leila có nhà mình. Leila not home. Next week. He thought that Leila is here. Ben. Này, hả? Next week. Hái hết luôn hay con? Hái hư cái này thì là hư chở rồi đó, sợ là nó không có ăn được đâu á. Đây nè, còn trái nhỏ nè, cỡ nhỏ mới nhỏ, bắp bên đây nó nhỏ, nó không có bự. Đây nè, hái hết luôn rồi. Tại vì cái bắp bên đây bên Việt Nam mình trồng nó bự, sao giờ qua để trồng nó xíu xíu, tại mình cũng đâu có chăm gì nhiều đâu. Dạ, hư hết rồi nè cả nhà. Dạ. Nè. Dạ. Dạ. But if you don't home, I just come and cut it, okay? Hái bắp nhưng mà mình ghé lại coi thử cái bụi mồng tơi nó ưng ở trước nhà, nó to chưa, nhưng mà không ngờ bữa nay nó quá bự luôn.
nhổ ra làm biếng lấy cái kéo hay là cái dao vô nhà chơi hái luôn cái gốc luôn, tại vì ảnh đâu có biết cái rau này rau gì đâu. Hồi năm ngoái mình trồng á thì bây giờ năm nay nó mọc lại gì á cả nhà, nên chu cha tranh thủ là tới lấy hết đi về nhà để mai ăn chứ. Ta nói không có anh Hén nhà nên là quay phim thường thường là mình sẽ set up cái máy tự quay rồi mình bấm cái bluetooth mình quay, còn bây giờ đi qua đây thì nhờ anh Paulus quay giùm luôn. Nhà này là mọi người cứ theo dõi thì cái nhà này là nhà mình đang cho thôi ha. Thấy cái rau mồng tơi trong ha, một cây đó là được một rổ luôn nè cả nhà, đó được một rổ, ngày mai mình sẽ nấu lại tôm khô ăn. Ben thì nó không có ăn cái rau mồng tơi đâu, có mình nè. Anh Hen thích ăn mà không có anh Hen ở nhà nên mình ăn hết luôn. Đi làm về trời ơi, tự nhiên cái người nó nổi lạnh lên, cái tiếng nó cũng khó chịu nữa. Bây giờ cái mùa này bên đây là giống như là cảm mùa, cảm cúm mùa cả nhà. Trên công ty mình 10 người là hết 7 người bệnh rồi. Trưa hồi sáng đi làm giờ trưa nay giờ cũng không có muốn ăn gì luôn, có uống ly sữa lại có làm một cái ly trà gừng để uống hồi sáng, tại vì hồi sáng đi làm, bữa nay là sinh nhật của ông chủ mình, bữa nay sinh nhật của ông chủ chu cha trò ổng 54 tuổi, nhưng mà ổng nhìn ổng trẻ lắm, ổng khổng nhìn ổng trẻ hơn ông anh Hen nữa. Anh Hen 48 tuổi mà ông chủ mình 54 tuổi mà nhìn còn trẻ hơn anh Hen nữa. Hôm nay sinh nhật mà thường mọi năm là mua bánh đồ nhiều ghê lắm, đủ thứ loại bánh mà bánh ngon không mà đem lên ai ấm ăn. Năm nay hình như là mua bánh, năm nay mua có 2 loại bánh mà bánh nó cũng không có đặc sắc lắm. Tao nói lúc giờ ra chơi á, mười người không phải giờ ra chơi làm như đi học, bây giờ giải lao, giờ giải lao á, 10 người làm rồi ngồi đó ăn. Tao nói 10 người mà chỉ có 5 người ăn bánh à, còn 5 người ăn bánh nói no, mà tôi đâu có thấy ăn thì chắc chơi bánh dở hay sao. Mà trời, ai chơi dở thì chơi dở chứ mình đâu có chơi dở đâu, ngu chơi dở quất luôn, quất lần 2 cái, tại đâu ai ăn đâu. Mình làm cho ông chủ vui á là mình ăn luôn 2 cái phần của người khác luôn cả nhà. Đây mình làm đồ chua đó, đây là mình đồ chua này, công thức của mình làm đồ chua rất là ngon luôn. Cái đồ chua này có thể là bỏ tủ lạnh ăn cũng 2-3 tuần luôn cả nhà, không hư nhưng mà nó chỉ có chua hơn thôi. Rồi làm xíu mại thì mình mua xíu mại là nửa thịt heo nửa thịt bò, tại bên đây không, ở bên Hà Lan không có bán thịt heo xay nên phải mua nửa heo nửa bò, chứ làm xíu mại mà thịt bò ai mà ăn. Nên là mua cái nửa heo nửa bò ăn cũng ok. Còn mình thì không có thời gian đi mua thịt về rồi bắt đầu xay đồ ra thì không có thời gian. Đi làm về là bắt đầu ghé siêu thị mua đồ, tại vì mốt là qua mình sẽ làm bánh canh chả cá, đãi món bánh canh chả cá với lại lẩu cá hồi với lại tôm, lẩu cá hồi chua cay. Rồi ở bên đây thì không có, ở Việt Nam đặc biệt ở Phan Thiết mình thì là đa phần mà ví dụ mà người ta nấu bánh canh chả cá, thí dụ người ta có luộc cá tươi ấy, giống như là cá bớp cá thu hay là mấy cái cá gì mà chuyên về để nấu bánh canh ở cả nhà, ngon lắm, cái nước nó thơm. Còn bên đây mình không có cá tươi đó, nên là mình chỉ mua cái sườn dài nè, về nhà mình chặt nhỏ nhỏ ra mình hầm, mình lấy cái nước ngọt với lại hầm với lại củ cải á cả nhà. Cái sườn này thì mình mua là cái này là 6 lạng nè, thì 1 ký của nó là 250 ngàn, cái này là 6 lạng thôi cả nhà ha. Còn thịt heo này thì thịt heo nửa heo nửa bò thì giờ đang giảm giá nên là 1 ký của nó có 150 ngàn à. Bây giờ mình vô mình sẽ làm xíu mại. Xíu mại á, mình chỉ làm xíu mại là thịt với lại củ hành tây mình xay ra một chút thôi, còn không phải là xíu mại của mình không có cà chua, tại vì mình không có quen ăn xíu mại mà có cà chua trong đó cả nhà. Phan Thiết mình ăn không có cà chua nhưng mà mình thấy đa phần, ví dụ mình lên mạng mình coi xíu mại thì mình thấy đa phần xíu mại là nó cũng có cà chua hết á, mà mình không có thích ăn cái đó nên mình không có làm xíu mại vô. Chu cha cục xíu mại nè cả nhà. Nhà mình là chơi cục xíu mại bự như vậy đó. Ăn một lần cho đã luôn. Tại vì nói cục bự gì chứ mà chà lát nó chín là nó teo lại à. Mình là mình không có hấp xíu mại mà mình chỉ bỏ vô trong giò viên gì nè ha, giò viên gì. Trong đây là mình có gia vị với lại có hành tây trong đây à, mình giờ viên mình bỏ trong cái son á, rồi mình đậy nắp lại, mình mở lửa nhỏ thiệt là
ai ăn xíu mại thích viên nhỏ nhỏ, chứ mình là mình thích cho viên một cục bự nè. Một phần á làm cho nó nhanh, nó không mất thời gian, ăn cục nào nó cho đén cục luôn, cho cục này bỏ trong ổ bánh mì là y chang luôn. Trong đây là cái thịt này là mình đã có gia vị trong đây hết rồi. Rồi có hành tây. Rồi mình không có, khi mà mình làm á là mình không có hắt, mình không có bỏ vô từng chén hắt, mất công quá. Bên đây mình toàn là mình cho nguyên xíu mại lớn rồi mình bỏ trong cái son như vậy nè. Rồi mình ở dưới đây thì mình có một lớp dầu ha. Rồi mình bắt lên lò, mình mở lửa nhỏ thiệt là nhỏ, riu riu, đậy nắp lại, không bỏ nước, không bỏ gì hết, từ từ nước trong thịt lại trong củ hành là nó ra. Rồi chừng nào mình muốn thêm nước hay là để mình có ăn thêm trứng hay là gì đó thì mình bỏ thêm. Tại hồi đó mà cái xíu mại này nó hơi chín chín, mình cũng cắt thêm hành tây muối cao á, mình bỏ vô luôn. Rồi từ trong cái hành tây á, nó sẽ ra nước nữa, nên là ok, không có cần phải bỏ nước thêm. Rồi chừng nào mình ăn bánh mì á, thì trắng thì mình sẽ làm, Trâm sẽ làm thêm cái ở Phan Thiết mình là ăn nước mắm chua ngọt á, nước mắm mặn, xong bỏ đường vô, có ớt trong đó, rồi mình bỏ đường hơi nhiều xíu thì tự động cái nước mắm á, nó keo lại á cả nhà. Đó là mình sẽ ăn cái đó. Đó. Cục nào cục nấy nè. Chà bá luôn, đây là được một ký thịt đó nha cả nhà. Đó, một ký thịt đó bây giờ là xong hết nè. Một ngày bình thường của mình sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ rưỡi. Còn bữa nào mà không đi làm thì một ngày của mình bắt đầu từ 6 giờ rưỡi á cả nhà. Ngày nào cũng giống như ngày đó hết á. Bữa nào mà mệt quá, thí dụ đi làm mà mệt quá muốn chiều chuộng bản thân một xíu á, thì là mình sẽ ăn trưa xong rồi dọn dẹp nhà cửa xong rồi là mình sẽ vô trong phòng mình nằm chút. Đó, đây là xong rồi ha. Làm rất là nhanh luôn, làm nhỏ nhỏ mất thời gian quá. Đó, như là như vậy nè, rồi mình đẩy nắp đây xíu mại, rồi bây giờ là mình không có bỏ nước gì hết, mình có cái dầu ở dưới đó cả nhà. Đó, rồi bây giờ mình chỉ đậy nắp lại thôi, mình để lửa nhỏ. Rồi từ từ cái mình lắc cái viên xíu mại lên nước á, cho nó đều lại là nó chín rồi. Đây là xíu mại ha, nấu được rồi nè, không có bỏ một chút nước nào hết luôn á cả nhà. Đó, mà nó ra nước quá trời luôn nè, thấy không? Từ nước trong thịt á, lại củ hành á, nước nó ra đó. Nên đâu có sợ là bị cháy gì đâu. Cái nước này rất là thơm ngon luôn, tại mình là nguyên chất mà. Thịt ram là tối hôm qua mình ướp gia vị sẵn, bây giờ mình ram lại để ăn cơm thôi. Thịt ram đã xong. Ram xong rồi cái nhìn vô trong tủ lạnh thấy bữa thịt gà xé ăn còn dư nên bỏ vô ram chung với nhau luôn á cả nhà. Rau mồng tơi là hái về nấu được nguyên một son luôn nè cả nhà. Này mình chỉ luộc thôi à. Rồi mình cho một chút muối với lại một chút bột nêm và một chút bột ngọt vô, mình ăn như vậy thôi. Với lại mình ăn với lại thịt. Đây nè, rau mồng tơi đem về nấu được một son luôn. Đó, quá đã luôn. Mình chỉ nêm một chút muối với lại một chút bột ngọt vô trong đây thôi à cả nhà. Ăn cơm chiều xong hai mẹ con ăn dâu ua nhà làm, úp ngược úp đồ đã chưa. Gia đình Trâm and Ben xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye.